Chào mừng các bạn đến với bài 11 Gây ảnh hưởng bằng chiến lược dùng lý lẽ để thuyết phục. Trước khi trao đổi bài 11, xin mời các bạn chúng ta cùng ôn lại bài 10. Ở bài 10 chúng ta đã nói về chiến lược thương lượng. Chiến lược thương lượng đó là một sự trao đổi những gì đối phương muốn với những gì chúng ta cần. Đấy. Thì cái chiến lược này nó hữu dụng khi hai bên phụ thuộc lẫn nhau, khi hai bên có những cái nguồn lực mà đối phương cần và chúng ta có thời gian để thương lượng. Đấy. Và lợi ích của chiến lược này là hai bên cũng có lợi, không tạo ra sự phản kháng. Đấy. Và tuy nhiên cái hạn chế của nó là tạo ra một cái tâm lý là sòng phẳng và việc gì cũng thường làm giá, việc gì cũng đòi hỏi phải có cái sự trao đổi. Thì đó là một cái hạn chế của nó. Sang bài số 11 chúng ta sẽ trao đổi về một cái chiến lược thứ ba, đó là chiến lược dùng lý lẽ để thuyết phục. Thì cái chiến lược dùng lý lẽ này là cái khả năng thuyết phục đối phương làm theo những cái việc mình nói và nặng về lý. Thì để có thể thuyết phục đối phương hiệu quả thì đòi hỏi người thuyết phục phải có một cái kiến thức rất là vững vàng, rất là chuyên sâu về cái lĩnh vực mà mình muốn thuyết phục. Ngoài ra người đó, bản thân người đó phải có cái sự thu hút cá nhân để làm cho cái việc thuyết phục nó hiệu quả hơn. Để thuyết phục đối phương thì chúng ta phải trưng ra bằng cớ, bằng chứng. Ngoài ra cũng phải cho biết những cái lợi ích mà đối phương có thể có được khi thực hiện theo những gì chúng ta nói. Thì để hiệu quả chúng ta phải như thế. Đấy. Và những cái lời nói thuyết phục, dùng lý lẽ để thuyết phục. Ví dụ như là nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ giúp cho doanh nghiệp của mình đánh bại được các đối thủ cạnh tranh và mang lại cho chị khả năng thăng tiến khác tức khắc. Hoặc là những con số hay những ý kiến của chuyên gia này đã minh chứng cho cái quan điểm là nên thay đổi quy trình cũ. Hoặc là nó sẽ giúp anh đạt được những mục tiêu cá nhân quan trọng. Một lời thuyết phục. Nỗ lực này sẽ hoàn hảo hơn nếu như chúng tôi có được một sự hỗ trợ từ một người đầy năng lực và kinh nghiệm như anh. Hoặc là vì chúng ta là bạn bè thân thuộc, anh sẽ làm vậy chứ, vân vân và vân vân. Đó là những cái câu dùng lý lẽ để thuyết phục. Thế thì cái chiến lược này áp dụng hữu dụng khi nào? Chúng ta thường sử dụng chiến lược này khi chúng ta có thời gian để thảo luận kỹ càng. Đấy, khi có thời gian thảo luận và hai bên có những cái giá trị và mục tiêu chung. Đấy, giá trị và mục tiêu chung. Ví dụ hai bên cùng có một giá trị mục tiêu chung là chúng ta xem trọng khách hàng, chúng ta đánh giá cao khách hàng và chúng ta muốn đạt được doanh số cao. Đấy, những cái giá trị xem trọng khách hàng và cái mục tiêu là doanh số cao v.v. Hai bên có những uy tín và sự tôn trọng lẫn nhau, có mối quan hệ tốt phải không ạ? Và mối quan hệ đấy, đó là những cái mà cần có khi áp dụng những chiến lược dùng lý lẽ này. Có nghĩa là chúng ta khi chưa không xây dựng được mối quan hệ tốt, khi đối phương không thích chúng ta thì đừng nói chuyện dùng lý lẽ để thuyết phục, rất khó, rất khó. Và lợi ích của nó là gì? Chúng ta có ba cái lợi ích. Thứ nhất là bạn tạo được sự toàn tâm toàn ý nơi đối tác. Nếu bạn thuyết phục họ, họ đồng ý làm theo bạn thì họ sẽ hết lòng, họ sẽ làm thật tốt. Thứ hai là tăng thêm uy tín. Bạn càng thuyết phục thành công thì bạn càng có sức ảnh hưởng, người ta càng tin tưởng ở bạn. Và cuối cùng là ít tốn kém, chi phí không lớn và mà chúng ta chỉ dùng ngôn từ để thuyết phục. Tuy nhiên nó cũng có ba cái hạn chế. Hạn chế thứ nhất là gì? Mất nhiều thời gian để thuyết phục, nhất là khi chúng ta phải thuyết phục rất nhiều người. Rất nhiều người, ví dụ. Và thứ hai là gì? Đòi hỏi hai bên phải có những cái giá trị và mục tiêu chung. Điều đó có nghĩa là nếu như mục tiêu hoặc là giá trị khác nhau, chúng ta rất khó thuyết phục. Và cuối cùng là cũng gặp nhiều khó khăn khi hai bên có những cái quan điểm khác biệt về quan điểm, về nhận thức hoặc là những cái thứ tự ưu tiên trong công việc. Ví dụ như bộ phận bán hàng thì thuyết phục kế toán trưởng là hãy bán cho bán thêm cho khách hàng đi, mặc dù cái hóa đơn cũ chưa thanh toán. Nhưng mà kế toán, bên kế toán thì không chấp nhận cái rủi ro đó, vì như vậy có khả năng là không thu hồi được vốn tiền hàng. Đấy, một bên thì muốn tăng lượng hàng bán
Nếu không thì đối thủ đó không, khách hàng sẽ mua đối thủ cạnh tranh của mình. Bên thì sao? Thà không bán còn hơn bán mà không thu được tiền. Hai cái quan điểm này, hai cái ưu tiên nó rất khác nhau. Vì thế nó sẽ không, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc thuyết phục, vì sự khác biệt đó. Đấy, chúng ta vừa xong ba cái chiến lược. Thì để triển khai những cái chiến lược, một trong những ba cái chiến lược này một cách hiệu quả, thì cái câu nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng của người xưa vẫn luôn luôn có cái giá trị hữu dụng cho chúng ta tham khảo ngày hôm nay khi áp dụng một trong những cái chiến lược này. Đấy, thì thứ nhất, đầu tiên chúng ta phải biết người, nghĩa là biết đối phương, biết người mà mình sẽ hoặc gây áp lực, hoặc thương lượng, hoặc là chúng ta thuyết phục. Thế thì muốn biết người, chúng ta đầu tiên các bạn phải tìm hiểu xem đối tác của bạn đang chịu những áp lực nào. Thứ hai là gì? Những ưu tiên của họ, họ xem trọng nhất cái gì, họ ưu tiên cái gì đầu tiên. Những điều mà họ đang bận tâm, họ đang quan tâm điều gì, họ đang cần những nguồn lực gì mà bạn có thể cung cấp. Đấy, biết họ cần cái gì mà mình có thể cung cấp. Họ đang ở đâu trong thang bậc nghề nghiệp của họ, họ đang cần lên vị trí gì, họ đang mong đợi được lên chức gì, họ đang nắm giữ những quyền hạn gì, họ có những quyền hạn gì ở vị trí của họ. Biết đối phương, rồi sau đó chúng ta hãy biết mình. Đấy, vì đây là một sự trao đổi, cần phải biết cả hai để chúng ta trao đổi hiệu quả. Mục đích và mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn gì? Mình muốn đạt được cái điều gì? Mình phải hiểu ha. Các áp lực mà mình đang chịu, bạn đang chịu những áp lực gì? Đấy, những áp lực đó mình đang chịu. Các ưu tiên của bạn tương tự như vậy ha. Những điều đang khiến bạn bận tâm, bạn đang nắm giữ những nguồn lực nào mà các đối tác khác đang cần. Rồi mức độ tối thiểu đạt được mà bạn có thể chấp nhận khi thương lượng với đối tác là gì? Đấy, mình có thể có những phương án trao đổi, và cái phương án thấp nhất, giá trị thấp nhất mà mình có thể chấp nhận được đó là cái gì? Và hiểu rõ luôn mình muốn cái gì nhiều nhất, muốn cái gì nhẹ, muốn cái gì ba, vân vân, để chuẩn bị khi thương lượng. Và cuối cùng, điều gì quan trọng hơn trong quá trình thương lượng, cái kết quả mình muốn đạt được, đó là mục tiêu công việc hay là mối quan hệ với đối tác. Chúng ta bằng mọi giá đạt được mục tiêu công việc, hay là chúng ta luôn luôn phải duy trì cái một mối quan hệ với đối tác, còn phải xác định rõ cái động cơ chúng ta, cái thứ tự ưu tiên mà mình sẽ đặt thực, mình sẽ dành cho đó. Đó là biết người biết ta trước khi chúng ta thương lượng. Rồi, sau đây xin mời các bạn, chúng ta có hai bài tập thực hành. Bài tập thực hành đầu tiên là bài tập thực hành 11A, đó là dùng lý lẽ để thuyết phục. Thì ở đây các bạn sẽ có một số lời nói để lời nói về một cái tình huống, và các bạn sẽ chuyển nó thành câu thuyết phục bằng lý lẽ. Ví dụ như có một câu nói gốc là dự án này sẽ sử dụng rất nhiều đến kỹ năng cần thiết cho người quản lý. Đấy, ví dụ bạn nói chuyện với một người quản lý muốn họ tham gia vào dự án gì đó, bạn nói một câu này. Thế thì chúng ta chuyển cái câu này sang một cái câu nói thuyết phục hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn, nghe thích hơn. Đấy, ví dụ như việc tham gia dự án này sẽ giúp chị có cơ hội phát triển rất nhiều những kỹ năng quan trọng của người quản lý. Đấy, dùng cái viễn cảnh là phát triển, cơ hội phát triển kỹ năng quan trọng của người quản lý. Đấy, thay vì chỉ nói là sử dụng đến nhiều kỹ năng thì mình nói đây là cơ hội phát triển. Đấy, chị chuyển ha, một cái ngôn từ nhỏ cho chúng ta thấy là cái lý lẽ thuyết phục nó cao hơn. Cũng như ở phần 1, các bạn đã được xem đoạn video của cái người ăn mày, người mù, phải không ạ? Từ một câu nói là tôi bị mù, xin giúp đỡ, chuyển sang câu nói là hôm nay trời rất đẹp và tôi không thể thấy được cảnh đó. Đấy, nó thay đổi một cách nói, nó tạo ra một cái ảnh hưởng khác. Cái lý lẽ thuyết phục người ta bỏ tiền ra giúp đỡ, nó tăng mạnh hơn thông qua cái sự đồng cảm, thông qua cái lòng chắc ẩn của người ta. Đấy, cho nên còn những câu còn lại xin mời các bạn, ví dụ như câu 2 là việc sử dụng phần mềm mới này sẽ làm giảm phân nửa chi phí của phần mình. Chúng ta nên nói như thế nào để thuyết phục sếp đồng ý, thuyết phục một ông lãnh đạo nào đó đồng ý đưa cái phần mềm này vào sử dụng. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của cô trong công việc. Có câu nói nào hay hơn câu này không? Chiếc xe này có thiết kế rất sang trọng. Tìm một lời nói khác mà người nghe thích nghe hơn. Bản báo cáo này của anh sẽ tốt hơn nếu sửa lại phần này. Có câu nói nào thuyết phục hơn để người ta chịu sự báo cáo không? Vân vân. Đấy, xin mời các bạn
điền vào bốn cái chỗ trống đó, sửa bốn câu đó thành những câu thuyết phục hay hơn bằng lý lẽ của mình. Rồi sang bài tập số 11B, đó là chọn chiến lược gây ảnh hưởng ha. Thì cái bài tập này nó sử dụng ba cái chiến lược mình đã học ha, là của phần 3 này. Đấy, có một tình huống như thế này. Bạn là trưởng phòng nhân sự của công ty. Bạn đang tiến hành thiết kế lại bản mô tả công việc cho mỗi vị trí công việc phòng kinh doanh. Và việc này theo nguyên tắc thì trưởng phòng kinh doanh sẽ là người trực tiếp viết bản mô tả công việc dưới sự hỗ trợ của phòng nhân sự. Tuy nhiên khi trợ lý của bạn gặp trưởng phòng kinh doanh để nói chuyện thì anh này lại khăng khăng từ chối trách nhiệm này và anh ta cho rằng phòng nhân sự phải là người phụ trách việc này. Bạn cần phải đích thân đi gặp anh này và để gây ảnh hưởng. Đấy. Thế thì bây giờ đó là cái tình huống. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ và trả lời những vấn đề sau để chuẩn bị cho cái việc gây ảnh hưởng, chuẩn bị đi gặp anh trưởng phòng kinh doanh này. Thì các bạn hãy chuẩn bị, thứ nhất, bạn muốn đạt kết quả gì trong buổi gặp gỡ? Bạn có bao nhiêu thời gian? Chiến lược bạn sẽ sử dụng là gì? Gây áp lực, thương lượng hay dùng lý lẽ? Liệu có nên chọn chiến lược khác ngoài chiến lược gây áp lực không? Bạn hiểu như thế nào về thái độ của người đó, về cái mong đợi, về những điều cần gây ảnh hưởng, vân vân. Đấy. Bạn có thể sử dụng những gì để trao đổi, lý lẽ gì để thuyết phục? Và nếu bạn thấy rằng tất cả những cái vấn đề nêu trên không giúp bạn đạt kết quả mong muốn thì bạn sẽ phải sử dụng những cái công cụ nào khác, có không? Đấy, xin mời các bạn làm tiếp cái bài thực hành 11B sau khi đã làm xong 11A. Chúc các bạn làm tốt hai bài thực hành này. Thân ái chào các bạn.